chi điều là em ước mê. Anh sẽ đón em vào một ngày không xa, anh sẽ là câu hát mà nghe em ngân nga. Ok, mình chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái beat xoay hình tròn này mà đang là rất là hot ở bên CapCut nha. Thì mình sẽ sử dụng luôn cái video vừa rồi để hướng dẫn cụ thể cho các bạn nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ thêm cái video đấy vô và mình sẽ trích xuất video ra nè. Mình chọn vào video và mình ấn trích xuất âm thanh để mình lấy cái âm thanh để mình edit đó các bạn. Thì mình lại bắt đầu bắt beat tiếp nha các bạn. Ấn vào thanh âm thanh và mình sẽ chọn khớp ở đây. Thì mình sẽ ấn tạo tự động cho nó nhanh nhé các bạn. Đó, và giờ mình sẽ xem con beat nó đã khớp chưa. Ok, thì mình thấy beat nó khớp rồi đó. Thì mình ấn chữ V, dấu tích V ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ thêm hai ảnh do để mình edit nha các bạn. Ấn thêm dấu cộng chỗ này nè. Đó, thì mình sẽ thêm hai ảnh ở đây. Và hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách beat xoay tròn thôi nha các bạn. Còn cái đoạn đầu, cái hình ảnh đầu á thì là mình có hướng dẫn ở các video trước rồi. Nó cũng rất là đơn giản. Thì bước đầu tiên thì mình cũng chỉ kéo ảnh thứ nhất để đến cái chỗ mà đoạn cao trào để mình vô beat thôi. Đấy, thì mình ở đây là đúng luôn nè. Còn đoạn hình còn lại mình kéo hết thanh nhạc luôn. Các bạn lưu ý là cái hình chỗ này nè, mình kéo sao mà đừng để chậm đấy, lúc hết nhạc đừng có bị đen màn hình ấy, có nghĩa là hình nó chưa đủ dài ấy. Ok, thì cái hình đầu thì mình sẽ không hướng dẫn nhé các bạn, nó tương tự như mấy cái video trước thôi, tùy ý các bạn muốn thêm hiệu ứng nào thì thêm. Còn chủ yếu video hôm nay là mình sẽ edit, hướng dẫn các bạn edit xoay tròn theo beat. Thì các bạn dùng hai ngón tay kéo ra để cho dễ làm nè. Bước đầu tiên là các bạn ấn vào bức hình, phóng to bức hình ra một xíu, đừng có to quá, đó, to cỡ này giống như mình thôi nè. Các bạn sẽ cho mình một cái keyframe ở đầu hình ảnh và cuối hình ảnh một cái. Cuối hình ảnh đây một cái. Đó. Xong rồi, giờ tùy các bạn thích đặt một keyframe ở giữa hay là ở 1/3. 1/3 của cái đoạn beat này cũng được. Thì mình sẽ đặt ở 1/3. Đây. Các bạn cho mình một cái keyframe, sau đó các bạn phóng to cái bức hình ra. Đó. Rồi bạn kéo to ra chỗ này cho dễ làm này. Rồi, đằng sau cái keyframe này các bạn muốn quay trái quay phải gì cũng được. Thì cái chỗ này thì mình sẽ quay trái khoảng 5 độ thôi. Các bạn lưu ý là làm cái beat này á, các bạn quay 5 độ như vậy này. Nhưng mà các bạn để ý, các bạn phải có một khoảng trống giữa khung hình 9.16 với cái khung hình chính của bạn này, cái thanh dài dài này, cái khung hình chính của bạn này. Các bạn có một khoảng trống ở đây này thì nó mới làm được nhá. Chứ không, nếu mà không có cái này, khi mà cái tí nữa các bạn làm beat ấy thì nó bị lòi cái màn hình điên ra thì nó rất là xấu. Bên này thì mình quay ngược lại thôi, 5 độ quay bên này. Đó. Tương tự như vậy, bên này mình lại quay ngược quanh kia. Thì tùy ý các bạn, cái này tùy ý các bạn thôi. Miễn sao các bạn có khoảng trống ở bức hình chính với lại cái khung hình tỷ lệ 9.16 này được, là có thể làm được. Bên này mình lại quay ngược lại quanh này. Đó. Cái beat còn lại thì mình cho nó thẳng cái bức hình ra. Rồi, mình đánh beat vô mấy cái chấm vàng lại còn lại. Tương tự ở đầu bức hình thì mình cũng đánh keyframe ở các chấm vàng. Ok, thì bây giờ là bước quan trọng nè. Các bạn dùng hai ngón tay kéo to ra nha. Kéo to ra thêm. Đó, khoảng như này nè. Dễ làm hơn.
Rồi bước đầu tiên các bạn đặt một keyframe ở đầu. Đặt một keyframe ở đầu. Các bạn kéo bức hình xuống như mình này, đó, kéo xuống như vậy. Đó. Rồi các bạn qua keyframe ở chấm vàng thứ hai nha. Các bạn kéo hết qua bên trái. Qua bên phải chứ mình nhập, qua bên phải. Kéo hết qua bên phải luôn. Rồi các bạn lại quay trở về giữa keyframe hồi nãy mình đánh với lại keyframe chấm vàng thứ hai này. Ở giữa này. Các bạn chọn một keyframe ở đây. Các bạn ấn keyframe này, chọn keyframe. Xong back các bạn quay trở lại cái keyframe chấm vàng này. Các bạn trả bức hình về lại như nguyên bản. Đó, nguyên bản là có bốn cái gạch ở bốn góc đó, là bức hình ở giữa màn hình rồi. Ok, thì các bạn sẽ làm như vậy hết giữa hai chấm vàng này, làm hết vậy cho mình luôn. Thì mình sẽ lưu ý cho các bạn, mình lưu ý cho các bạn nhé. Ví dụ mình làm tới trên này này, bức hình cái khoảng cách từ cái tỷ lệ khung hình với lại cái bức hình của mình nó khá là lớn, nên mình lưu ý cho các bạn, các bạn đánh ở đây, khi mà các bạn kéo xuống, các bạn đừng kéo xuống hết như vậy thì nó sẽ dịch xuống sâu lắm, thì nó sẽ không đều. Đó, nó dịch xuống sâu lắm. Thì thay vì vậy thì các bạn chỉ kéo được một ít, các bạn căn làm sao mà kéo giống như kiểu kéo bức hình xuống như cái bức hình đầu ấy, à, như cái bức hình đầu này nó chỉ xuống một xíu thôi này, đó, thì xuống bằng này thôi. Thì ở bức hình về phía sau này mà khi cái khoảng cách của bức hình trình nó to hơn cái màn hình 9.16 này, thì các bạn kéo ít thôi, đừng có kéo hết tối đa nhé. Các bạn kéo một khúc vào cho mình, căn làm sao cho nó đừng có xuống quá, không là nó sẽ bị lật bít đấy. Đó, tương tự các bạn làm y hệt như vậy, cái này kéo qua một xíu thôi nè, chứ đừng kéo hết như vậy nhá, kéo hết như vậy là xấu lắm nè. Đó, kéo qua như vậy thôi. Các bạn căn làm sao cho nó giống như bức hình đầu tiên ấy. Rồi qua giữa, đã một cái frame, qua bên này, trả về. Tương tự như vậy các bạn làm hết tất cả các bit này luôn nhé các bạn. Ok, thì chỗ này mình sẽ tua cho nó nhanh nha. Ok, thì mình đã đánh xong hết tất cả các keyframe giữa hai chấm vàng. Giờ bước tiếp theo là các bạn vẫn phóng to ra cho mình. Rồi các bạn để ý này, ở giữa chấm vàng thứ nhất và chấm vàng thứ hai, hồi nãy thì mình đã đặt được hai cái keyframe đây. Thì mình các bạn chưa thấy nó giống đúng không? Tại vì các bạn giờ mình phải thêm keyframe phụ vô để cho nó mượt cho các bạn. Mục đích là để cho nó mượt. Thì các bạn sẽ làm như mình, trong đánh keyframe đây này, đánh một cái ở đằng trước, một cái ở đằng sau, và xóa cái chính, cái cú đi cho mình. Các bạn ấn lại vô đây này, xóa được nè. Ở bên này cũng vậy, đánh một cái đằng trước, đánh một cái đằng sau, rồi ấn xóa đi. Đó, thì nó sẽ mượt hơn nhé. Tương tự như các giữa các keyframe ở chấm vàng tiếp theo thì các bạn cũng làm tương tự. Đánh cái đầu này, đánh cái sau, xoay cái giữa đi. Bên này cũng thế, đánh cái đầu, đánh cái sau, xoay cái giữa đi. Lưu ý là các bạn đừng có đánh cái keyframe vàng này nhé. Keyframe vàng này là keyframe chỉnh bit phải để nguyên. Mình chỉ đánh ở giữa hai cái chấm vàng thôi. Ok, giờ mình sẽ tua luôn nhé các bạn. Ok, thì mình đã thêm những keyframe phụ và xoay những keyframe chỉnh đi rồi. Thì sau đây mình sẽ cho các bạn xem nó sẽ mượt hơn. Đó, ok rồi đó. Bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần thêm lớp phủ trắng vào để cho nó chớp chớp khi mà nó dịch bit là ổn. Thì cái này mình cũng đã chỉ cho các bạn rồi. Ai mà theo dõi kênh mình thì các bạn cũng đã biết được hết những cái skill này rồi. Phóng to ra, kéo cái lớp phủ này xuống còn 0.4 giây. Rồi các bạn ấn vào nối, ấn vào lớp phủ đây. Rồi các bạn ấn vào hiệu ứng động, ấn vào ra, rồi ấn mở dần. Đó, sau đó các bạn cứ đặt sau mấy cái bit này thôi. Các bạn ấn vào cái lớp phủ trắng, rồi các bạn ấn copy ra, rồi các bạn thêm vào sau những cái lớp phủ, những cái chấm vàng là được. Ok, chỗ này mình cũng sẽ tua luôn nha các bạn. Ok, thì mình cũng đã đặt hết các nước phụ trắng rồi. Thì ở trong video hồi nãy cũng có một cái hiệu ứng mà nó chớp đen. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm chớp đen luôn nhé. Thì
thì các bạn sẽ ấn vào hiệu ứng. Các bạn ấn hiệu ứng video. Rồi các bạn chọn tiệc tùng. Đây. Rồi các bạn chọn lóe đen cho mình. Đây lóe đen này này các bạn. Các bạn ấn vào. Cái đó là nó sẽ tùy chỉnh. Các bạn tăng tốc độ hay chớp nhanh hơn. Thì cái này mình control bit. Chỗ nào mà mình muốn cho nhà đen thì mình cho. Đấy, mình sẽ cho vào chữ xe này này. Cho một bit thôi. Đấy, rồi mình nếu mà muốn thêm thì mình sao chép. Rồi mình lại kéo qua cái bit chỗ khác. Ví dụ mình cho ở đây. Ý là mình nghe nhạc mình thấy chỗ nào mà nó nên kéo trèo hay sao đó, mình cho được chớp đen cho nó có hiệu ứng cho nó hay. Đấy, câu hát là mình cho nó chớp đen. Ok, thì mình đã làm xong hướng dẫn xoay mà chỉ có một ảnh thôi. Thì nếu các bạn thấy hữu ích và hay thì các bạn hãy cho mình một like, share và subscribe kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Và nếu mà các bạn ủng hộ mình thêm thì các bạn có thể vào kênh CapCut của mình với ID là Chip Hoan để các bạn Chip Hoan 75742 để các bạn sử dụng mẫu và xuất mẫu ra ủng hộ mình nhé. Thì mình sẽ để đường link ở dưới phần bình luận. Ok, chúc các bạn thành công. Chào các bạn.